khi thì khay thức ăn có ròi, khi thì đồ ăn của học sinh bị nghi là có dùng thực phẩm kém chất lượng. Và mới đây nhất là sự hoài nghi, bức xúc và xót xa khi hình ảnh khẩu phần ăn trưa của học sinh được cho là quá ít được phụ huynh học sinh chia sẻ ở trên mạng xã hội. Mong muốn con cái tới trường cũng được chăm lo tốt về chuyện ăn uống khi cha mẹ còn đang bận rộn công tác. Nhưng mà thực tế thì nhiều phụ huynh cũng phải thừa nhận rằng là mặt bằng chung của các bữa ăn bán trú của con trẻ ở trường thì không đảm bảo. Không chỉ là vấn đề vệ sinh, an toàn, ngay cả yếu tố dinh dưỡng cân bằng cho các em cũng là điều đáng bàn. Tháng 10 năm 2017, dư luận bức xúc khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về bữa ăn bán trú với hình ảnh cơm, nước rau, một ít rau muống xào và một vài miếng cá thu, được cho là quá ít của học sinh trường tiểu học Điện Biên 2, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cũng trong tháng 10 năm 2017, phụ huynh chia sẻ về suất ăn bán trú của trường tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội, với vài ba miếng khoai tây, một ít thịt xay và ít cơm trắng. Nhiều phụ huynh học sinh ở ngôi trường này đã tỏ ra vô cùng hoang mang vì lo lắng cho chất lượng bữa ăn của con em mình. Lý giải về sự việc trên, ông Trần Văn Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên cho biết. Suất ăn trong thực đơn ngày hôm đó là có đủ các món, 4 món. Thì tuy nhiên thì cũng khi những cái bức ảnh đưa lên ấy, thì người ta chụp thì cũng có thể là học sinh đã ăn hết lần thứ nhất, hoặc là có thể là khi lúc đầu các cô chia, hoặc là ăn lần thứ hai. Với chất lượng bữa ăn nghèo nàn, những lo lắng của phụ huynh không phải là không có cơ sở. Mặc dù hầu như trường nào cũng có thực đơn hàng ngày cho trẻ với đủ loại thịt, tôm, cua, cá, được thay đổi liên tục trong một tuần để thay đổi khẩu vị cho trẻ. Nhưng thực đơn trên giấy có đi vào được bữa ăn hay không là điều phụ huynh rất khó kiểm soát. Chúng ta có quan tâm nó một cách tử tế không? Có văn hóa không? Có trách nhiệm nuôi học sinh như con mình không? Tôi xin nhắc lại rằng trong thương mại nói là phục vụ khách hàng như khách phục vụ người thân của mình, thì trong học trường cũng bảo là giáo viên hãy coi con em như con em mình. Còn theo đại diện Viện Dinh dưỡng Quốc gia, bữa ăn bán trú chiếm 50% năng lượng trong ngày đối với học sinh lứa tuổi học đường. Và nếu không thực hiện đúng nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng, sẽ dẫn đến tình trạng thấp còi về sau. Cái bữa ăn bán trú thì bữa trưa, bữa chính thì chiếm khoảng 30-40% năng lượng trong ngày. Bữa phụ thì 5-10%, tức là khoảng ước chừng một nửa cái năng lượng trong ngày. Thì đây cũng là một cái cơ hội mà trẻ được ăn uống, được luyện tập với nhiều loại thực phẩm, một cái chế độ ăn đa dạng để có thể có cái sức khỏe tốt cho việc học tập tốt, cũng như là luyện cho trẻ một cái thói quen ăn uống lành mạnh từ tuổi nhỏ. Bữa ăn học đường quan trọng là vậy, phụ huynh giao phó các con cho nhà trường. Thế nhưng sau những sự việc xảy ra, liệu có cách nào lấy lại niềm tin của học sinh, của phụ huynh để bữa ăn thực sự ngon miệng, đủ chất, đúng với số tiền đóng góp?